Xin mến chào của cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống bên vườn em ha cô chú anh chị. Hôm nay em bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình, nó mất giá từ 220.000 cho tới 250.000. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ cho em nha. Rồi không làm mất thời gian vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ha, là mã số 11C, nói tiếp với clip trước luôn nha. Là một cây cúc tây thi nha cô chú anh chị. Tây thi thì bông to đẹp cô chú anh chị mình đều biết hết rồi ha. Cây này thân lắc rất là dễ thương cô chú anh chị ha. Hoành là được 9 cô chú anh chị, cao là được 37, tán ngang là 48. Cây này em giao lưu là 220.000 em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị nha. Rồi em đổi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 12C là một cây cúc nhị đỏ ha, hay còn gọi cúc hoàng đế cô chú anh chị. Bông rất là to luôn cô chú anh chị ha, đường kính có thể là 7 phân luôn, 7 xăng luôn cô chú anh chị nha. Rồi hoành là được 10 cô chú anh chị ha, cao là được 55, tán ngang của nó là được 56. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 270.000 em bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Rồi mã số 13C là một cái cúc kem nha cô chú anh chị. Cúc kem ha. Rồi quanh là được 10. Cao 35, tán ngang là 56. Cây này 220.000 bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Em đổi cây ha. Rồi mã số 14C là một cái cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Cái này đi đọt đó dễ luôn cô chú anh chị. Rồi quanh là được 11, chiều cao là 57, tán ngang là được 71. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá 270.000 bao phí vận chuyển ha. Rồi mã số 15C, 15C là một cây giảo cam nha cô chú anh chị. Rồi em thông số luôn ha. Quanh là được 11 cô chú anh chị ơi, cao là được 46, tán ngang là 46. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 220.000 bao phí vận chuyển nha. Rồi mã số 16C, 16C là một cái cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Rồi hoành là được 11, cao là được 40, tán ngang là 41. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 220.000 bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 17C là một cây cúc không nhị hoàng quyết long nha cô chú anh chị. Rồi hoành là được 9 ha, chiều cao là 40, tán ngang là được 56. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 220.000 em bao phí vận chuyển luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 18C, 18C là cúc 150 cánh nha cô chú anh chị mình. Đó, có cũ luôn cô chú anh chị ha. Rồi quanh là được 10 nha, cao là được 49, tán ngang là được 56. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 220.000 bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 19C là một cây cúc nhị đỏ cô chú anh chị, hay cúc hoàng đế là nó ha. Rồi quanh là được 10 ha, cao là được 54, tán ngang là được 74. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 250.000 em bao phí vận chuyển nha. Rồi tiếp theo là mã số 20C, 20C là một cây cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Rồi hoành là được 11 nha, cao là được 86, tán ngang là được 79. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 300.000 em bao phí ha. Thì cây này cũng là cây cuối clip giao lưu ngày hôm nay cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho bên vườn của em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0868803221, đó cũng là số Zalo ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha. Cuối clip cho em xin một like, nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh em quay video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo đó vào xem sớm nhất nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.